Vậy mua bạn cây vàng nè, nhà xuống mua cây vàng đổi vàng ấy rằng nó cái vợ này. Bà Sáu đang nặng sữa bò. Bà Sáu ở quận 12 rất là chuyên nghiệp nha mọi người. Đây là con bò con của con bò đang lấy sữa. Bò con màu trắng mà ở dơ quá nhờ thành màu đen. Bà Sáu quận 12. Lên truyền hình nè. Lên mạng nha. Cho bà Sáu lên mạng. Sáu lấy sữa. Ở nhà chỉ có mình bà Sáu lấy sữa được. Không lấy được. Đúng quyền chứ. Đâu phải ai cũng lấy sữa được đâu nha mọi người. Giờ bắt đầu sửa ra rồi nên nó nhanh vậy hả má? Ừ. Nãy lâu rồi. Rồi đợi xíu, đợi xíu. Xa xa là ông Sáu. À, nhìn ở đây cái không á. Rồi. Thank you.
nữa nha mọi người.